Berlin Chonium, một con giả lập lại tiếp tục mới, Xin chào tất cả anh em chân nhân hồ nhá. Ngày hôm nay mình sẽ tải một con giả lập mới nữa. Con giả lập này nó rất là săn lè luôn. Đó chính là giả lập Lenovo. Và cái link tải thì đây là cái clip mà mình tải nó nha. Mọi người có thể lên tìm kiếm. Đây là bức ảnh của nó này. Đấy, mọi người có thể thấy bức ảnh này. Mọi người hãy xem mình trải nghiệm trước khi tải nha. Chứ thật ra tải về xong cái nó vô dụng cũng như không. Mình là người trải nghiệm thôi. Và mọi người bấm vào đoan nè là nó sẽ đoan về. Mình đã đoan rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ mở nó lên. Come on, come on. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã mở nó lên rồi. Nó là một ứng dụng của Trung Quốc hay là của mấy người Thái Lan hay của bên nước nào đó? Tôi không biết, nhưng mà nói chung là cái phương pháp tín của nó khá là nghèo đá. Mọi người sẽ bấm vào Insta. Có tiếng Việt nữa này mọi người. Tôi sẽ cài nhanh. Một giả lập hoàn toàn mới, Lenovo, Lenovo One Fusion App Again. Cái hình rất là được ha, cái hình rất là đẹp đấy. Khởi động ngay bây giờ. Các bạn biết mình đã xem thử một xíu đoạn clip ở trên mạng và mình biết được là cái Lenovo này nó to. To ở đây ý tôi nói là to về cái phần gọi là ở bên cái nước Trung Quốc của nó thôi, chứ còn ở bên đây có thằng Neo nào biết đâu. Mà thật ra thì cái app Lenovo này giống như Memu mà tôi đã cài cho anh em xem, hay là giống như cái Note nha, giống cái Memu á. Tôi nghĩ là giống cái Memu. Và điều đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt, đúng không? Tôi đã vào phần cài đặt đấy, mọi người có thể thấy ra này. Mà hình sao lại bé tíu thế này. Tôi kệ, FPS tôi bật lên 120 nha. Cái này có tiếng Việt mà. Tôi sẽ chỉnh lại tiếng Việt cho anh em xem. Chỉnh tiếng Việt vẫn ok. Reset ngay. Mọi người có thể hiện được FPS nha. Vào cửa sổ này, bấm FPS display màn hình này. Đang khởi động, khởi động xong rồi. Ok, giờ mình sẽ hiện FPS lên. FPS hiện ở góc trái phía bên trên màn hình. Và cái giả lập này thì không có Google. Rồi, tôi đã có cài được cái Google ở đây rồi. Tôi sẽ đăng nhập. Ok, sau đó mình tải Free Fire thôi. Không khác gì cũng lần khác. Xong rồi, bấm vào phát thôi. Cái này nó giống như chan Memu nha mọi người. Cái là Memu thì về độ nhảy nó cũng khá là mượt nha mọi người. Đấy, hai cái độ nhảy này khá là mượt nha. Tôi công nhận là Memu là ngon. Memu cùng với Blue là ngon. Memu này thì cài Macro nữa là ngon. Tôi nói thật giả lập này ngon chắc luôn. Chắc chắn ngon luôn. À, tôi chưa sâu FPS nữa. Đây, FPS đây. Để tôi vào huấn luyện, tôi test phím liền cho anh em. Thì cái giả lập này, cái nút để tôi chỉnh lại phím, chỉnh nút này F1, đợi như XY. Độ nhảy mượt vãi lều luôn anh em ơi. Bên này có người, nhập máy. Đấy, mượt quá đi. Đấy, trời ơi, cái này bắn mới vừa rồi được chứ. Ui trời ơi, mượt mà. Mượt quá, bật full đồ hạng cao luôn mà mượt quá, bật bóng rồi luôn. Mượt quá, mượt quá, mượt quá. Độ nhảy thì mình vẫn chưa chỉnh độ nhảy gọi là thích hợp với mình. Mình chỉnh phím mình vô bắn luôn. Memu giao du lắm. Đấy, thấy clip à. Thứ hiện tại là chơi Memu ngay lập tức. Độ nhảy cũng được, chơi được hết anh em, còn được 90 FPS nữa. Cái đường nhảy là em biết tiến luôn. Tự nhiên đường nhảy bị nhóc cần à. Trời ơi, tôi bị nhóc cần lắm anh em ơi. Lý do. Hình như đường nhảy không ngon như Memu các bạn ơi. Tôi cứ bị giật. Mày đập tao, đấm đi. Vô đây. Vô đây. Không ngon như Memu cho lắm. Nó bị khựng rồi một chút. Oh my god, tôi chết rồi, không kịp test luôn. Có vẻ như bên giờ làm này tôi nhảy nó khác bên kia rồi. Nghĩ nên để đều đều nhau. Cái do tôi chỉnh màn hình ở bên đây chưa giống bên kia tôi để 1.0, bên này tôi để có 720 rồi. Trời ơi, nó bị đi. Đây, nó bị đơ rồi. Không hiểu sao cái clip Memu tôi chạy như bượt thế. Bởi cái giả lập Lenovo này nó hơi ngố chút xíu. Để làm văn cuối nha. Văn cuối tôi được lựa chọn. Tôi chọn văn shot. Nhưng nhảy nó bị gì nè. Cài giật ra sao đó. Tôi không hiểu luôn. Bị gì rồi. Ok.
ơi, nó bắn kìa, liên hoàn bắn luôn. Liên hoàn bắn luôn. Rồi ghê, nó không lên chơi đâu, giả lập gì bất kỳ. Cục độ nhạy kỳ, cục độ nhạy kỳ, cục độ nhạy này sao chơi. Rồi, nói chung clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Một like, một subscribe.